Sáng nay, sự kiện dành cho cộng đồng doanh nghiệp điện tử kết nối cùng với triển lãm NEPCON Việt Nam với chủ đề kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm cho quản lý nhà máy và nhân sự doanh nghiệp điện tử và các khu công nghệ cao đã diễn ra tại tỉnh Đồng Nai. Chương trình bao gồm phiên chia sẻ về cuộc thi hàn tay điện tử, hội thảo đào tạo kỹ năng chuyển hóa đội ngũ có cấp giấy chứng nhận. Sự kiện trực thuộc dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tiền triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 tại Hà Nội và từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh do công ty RX Tradex tổ chức. Dự kiến triển lãm NEPCON năm nay sẽ thu hút gần 10.000 khách tham quan với gần 300 gian hàng đến từ 20 quốc gia.